Nghe cái chi em chào chơi năm mới. Ủa rồi mấy đứa có đi ra Nha Trang không vậy hả? Gì em thì em chào anh đó, em không có về ngày đúng ngày chính được rồi, 22 em mới về tới Việt Nam. Ủa mớm đang like hả? Vậy thôi để chút nữa đi like nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Chút nữa đi rồi mớm xuống rồi đi like nha. Đừng thèm nói tới. Dạ em đâu có thèm nói tới đâu. Chị không thấy lúc nào em cũng vui vẻ hả? Không có đáng để em quan tâm đâu chị ơi. Bye bye mọi người. Chút nữa đi sẽ livestream nha. Chút nữa đi đi qua làng làng gì bé Đào. Làng gì quên mất rồi. Trời ơi, mày cũng nín nữa. Đi lên trên mạng cũng sợ nữa. Làng Fort Worth hả? Làng gì trời? Làng gì? Làng Fall, Fall Village. À, Fort Worth hả? Village là làng Là rồi. làng. Làng Fort, à, đúng rồi. Village là làng rồi. Ý là làng Fort. Ừ. À, đúng rồi. Nó ghi cái chữ này nè. Đúng rồi đó. Rồi chừng nào mình đi handbook kì đây. Chắc không chị, chắc chứ em. Chị phải về đúng ngày 22 rồi. Ngày 22 là chị về rồi. 22 tháng Hai. ừ. Giống Ai Cập quá chị Ni hả? Trời ơi giống không em. Giống không em chị ngựa ngựa đó. Tăng. Còn cái kia là bệnh viện gì quên mất ta, bệnh viện băng băng gì, băng đa gì á hả, cái bệnh viện gì ở Hàn Quốc quên mất rồi, bệnh viện gì đó mọi người, băng đa logi gì đó, mới nhìn tưởng Nico hả. Có Nico này mà đeo dây không, trời ơi là trời, có Nico này mà ngựa dây không, Nico người ta hiền dịu chứ đâu ai ngựa cái mặt ngựa như Ni đâu. Ngày 22 Nico nào mà ngựa vậy trời ơi là trời, Nico người ta hiền dịu, người ta mặc đồ tu, người ta năm lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật chứ đâu như tu vậy trời hả, khổ dễ sợ. Em chào chị hàng xóm Thủy Hình nha, trời nói tiếng Sài Gòn luôn đó, tưởng chị đi ở Ả Rập Saudi chứ. À đúng rồi, Bang Nô Ba Ghi, đúng rồi đó, băng nô ba ghi, chính xác rồi, tại vì bé đó nói là để đi coi thử là như thế nào á, ở lại thử thôi, nếu mà phẫu thuật 1 tháng thì ở lại, nhưng mà phải về rồi, về với mớm á, tại vì ngày giỗ chú năm là ngày 23, 23 tháng 2 thì Ni sẽ về, bay về ngày 22. Nico quá ngựa đúng rồi đó, trời ơi xíu đẹp dữ thần, chị ơi em đua theo chị đó chị yêu. Sao mà cỡ tuổi chị em trẻ như chị em mới chịu. Hello chị Tracy Trần nha. Ok mọi người nha, Ni xuống xuống like đây. Để Ni cho con bé mớm nó like xong rồi chút nữa cỡ 1 tiếng nữa Ni like lại nha. Chào mọi người.